Kính thưa các cụ, phụ lão và anh em yêu cây, xin được giới thiệu với mọi người một cây dâu mini rất đẹp, đã lên chậu, kết hợp giữa cành khô với cành sống, rất là tỉ mỉ, từng đường nét. Điều đặc biệt là cây đang ra quả nhá. Đây, anh em xem cái phần thân đây, rễ đây, mắt đấy, mà dáng thì tự do. Đây là nhìn từ trên ngọn xuống đấy. Mà với những cây nhỏ mini như thế này thì đang được dân chơi rất ưa chuộng. Vừa rồi anh em xem trên VTV3 ấy, có chương trình giới thiệu về cây cảnh đào bên mé đường về đấy, mà một anh bạn đã truyền cảm hứng cho mọi người nhổ những cây bên đường về chăm sóc tạo dáng và cho lên chậu. Còn cái cây này thì truyền tay qua một số nghệ nhân và được tạo hình, và hiện tại bây giờ em đang lên một cái chậu bé một tay bưng. Em thấy nhìn là cái kính đặt bên cạnh thì thấy cái khẩu độ của em đó. Đấy, thân dễ rất già cổ thụ, gần như không cần phải áp dụng cái kỹ thuật lão hóa cây vì cây nó già sẵn rồi. Cái cành này còn phải giữ lại bằng cái sợi dây kìa. Vâng, nếu các cụ, các bác, các anh chị mà mọi người có ý định muốn sử dụng cây dâu làm cây cảnh nghệ thuật hoặc bonsai thì xin được chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo. Vâng, cảm ơn mọi người đã theo dõi.